Vâng, em xin chào các bác nha. Ngày hôm nay thì là em xả cọc cái con bộ dàn Kenwood K531 này nhé. Đấy. Đấy, bộ này thì là bộ hàng đẹp đấu mạng của nhà em đấy các bác. Đấy. Đặt là có khách đặt hàng rồi. Đấy, nhưng mà anh ấy lại không có nhu cầu đấy nữa thì thôi ok. Em xả trừ tiền cọc của khách cho các anh luôn nhé. Thì thi thoảng vẫn có những cái hàng như thế này. Nhiều khi khách mua rồi nhưng mà vì có một vài cái lý do gì đấy mà các anh ấy không đủ tài chính để các anh ấy mua nữa thì các anh mà thôi để sang nhượng lại cho những cái khách khác. Đấy. Thì ok. Đấy. Thì em sang nhượng lại luôn thôi, không có gì đâu. Đơn giản đấy mà. Đấy. Đấy, con này là con Kenwood K531 các bác nhé. Kenwood K531 này. Đấy. Cục đây. Loa đây. Đấy nhá. Loa và cục là đồng bộ với nhau luôn nên là các bác có thể thấy là bộ này nó là hàng đồng bộ luôn rồi nhá. Đấy. Kenwood K531. Xin lỗi tí nhá, vừa nãy ở ngoài có tí việc. Con K531 này thì mình có thể kết nối đường quang này, kết nối đường dây điện thoại này, rồi kết nối Bluetooth nữa các bác nha, được cái USB đầy đủ hết cho các bác để các bác về là nghe nhạc luôn. Đấy. Đấy, bộ này lần trước là không ngoài cái bác khách đấy ra thì còn có hai ba khách nữa cũng muốn hỏi mua nhưng mà bộ đấy thì bác đã đặt cọc trước 500 để bác lấy hàng rồi nên là không để cho khách khác được. Và bộ đấy đợt đấy là nhà em đang bán là đi hàng đẹp, con này lúc đấy nhà em đang bán là 4.500.000 đấy. Thì hôm nay đấy các bác khách bác ấy không lấy nữa thì trừ tiền cọc của bác đi 500 là còn 4 triệu các bác nhé. Hàng về là các chức năng còn trong hoàn hảo, đẹp nhá, hàng đẹp luôn đấy. Hàng đấu mạng mà, hàng rất là đẹp nhé. Đây như các bác thấy này, kết nối điện thoại chạy ok này. Con Kenwood K531 nghe qua đường AUX trên đường cắm điện thoại máy tính qua đường dây AV nhé. Thì các bác muốn chuyển các đường vào khác này, đây ở đây là cái input này, Audio là một cái đường vào bằng dây 3.5 3.5 này, đây là FM này, đây CD nhá, này nói chung mà con này thì lần trước em đã quay kỹ rồi, là em chỉ có quay test màn ra, em chỉ quay lại một lần nữa cho các bác thôi để chứng minh một cái điều là hàng của em nó rất là bình thường, nó không vấn đề gì cả. Đấy. Nha. Không, nhiều khi các bác bảo sao khách lại bỏ cọc này, do hàng lỗi hay là gì đấy hả em, thì lại kia nó khó đấy. Nhưng mà đây tất cả là hàng nó chạy hoàn hảo nhá. Đấy. Mà vì cái lý do liên quan đến kinh tế các thứ thì anh khách nhưng mà thôi anh không lấy nữa thì thôi, coi như cái tiền cọc là anh bỏ để em trừ đi cho khách sau. Đấy. Thì anh này anh cũng xem kênh nhà em nhiều rồi, anh cũng đã từng xem những cái video nhà em
bán trừ tiền cọc của khách khi mà khách không lấy hàng thì các thứ anh biết rồi, nên là cái này cũng rất là dễ nói chuyện thôi. Đấy thì em test quay bàn giao được anh thôi nhé. iBot là cái chức năng cắm iBot này. Đấy. Thì cái này thì bình thường là mình sẽ không dùng iPod mấy nên là sẽ bỏ qua cái chức năng đấy nhá. Này. Còn USB này. USB thì có cái USB ở đây mà không biết nó đâu rồi. Đây rồi. Thế nhưng thì khi mình cắm USB vào nó sẽ mất một chút thời gian để nó đọc các cái file ở trong USB. Đấy. Sau khi đọc xong nó sẽ bắt đầu có các bài hát hiện lên này. Đấy. Đấy, thì mình sẽ next bài các thứ để mình nghe thôi nhé, đơn giản vậy thôi. Ok thì đấy là USB này. Tiếp theo cái đường vào tiếp theo là cái gì đây? Bluetooth nhá. Bluetooth thì đây. Các bác sẽ mở Bluetooth của máy lên. Mình dò và tìm đến cái Bluetooth nó có tên là K531 là mình sẽ mở được nhạc từ cái Bluetooth nhá. Trong trường hợp ví dụ như không dò được Bluetooth như này thì có thể là thiết bị nó đã và đang nhớ một cái kết nối nào đó của một cái máy nào đấy. Thì các anh sẽ phải thao tác như sau, ấn vào chữ pairing này để cho Bluetooth hiện cho pairing như này. Thì lúc này đấy thì các cái bộ nhớ cũ của Bluetooth, tức là các cái kết nối cũ, nó sẽ tạm thời nó ngắt đi và nó sẽ để ưu tiên hiển thị lên này. Lúc này mình kích vào. Đấy. Đấy, nó hỏi ghép đôi không, còn ok. Bây giờ mình bật nhạc từ YouTube lên hoặc là từ một cái gì đấy lên là được rồi nhé. Này có tiếng rồi đấy. Tôi lớn lên với một niềm tin rằng để thực hiện. Ok, đơn giản vậy thôi nhé. Đấy nha, Bluetooth chạy này. Ok chưa? Đến đường quang này. Input là đến đây là sẽ chạy được. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Sao nhiều thứ
Bác chờ tí nhé, cái đường quang nó đang lên. Ok nha, thì đấy là con Kenwood K531 này, 4,5 triệu. Trả cọc của khách là 500, nó còn 4 triệu nhá. Nếu bác nào đang có nhu cầu mua Android cho em, số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581. Vâng, em xin chào và xin hẹn gặp các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé.